Chào mọi người, tôi là Minh và tôi là một học sinh tại trường cao đẳng George Brown. Chào mọi người, tôi là Ngọc và tôi là một học sinh tại Seneca. Red Wearing Canada được tổ chức hàng năm trên toàn quốc vào ngày 13 tháng 2 để nâng cao nhận thức về sức khỏe tim mạch của phụ nữ. Một phần của chiến dịch năm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn 5 thông điệp chính. Đầu tiên, bạn có biết bệnh tim đang ngày càng tăng và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với phụ nữ trên thế giới? Đây là thống kê dân số từ dữ liệu tử vong của Tổ chức Y tế Thế giới. Từ năm 2015, Canada và Mỹ đã ghi nhận sự gia tăng số ca tử vong ở phụ nữ vì bệnh tim. Sau đây là vài lý do tại sao. Hơn 50% phụ nữ không có nhận thức triệu chứng bệnh đau tim. Ngoài đau ngực, phụ nữ thường xuất hiện 3 triệu chứng trở lên. Những triệu chứng đau tim thường gặp ở phụ nữ: đau ngực hay khó chịu như tức ngực, hắt ngực hay nóng trong người. Đau quai hàm, cổ, cánh tay hoặc lưng. Ra mồ hôi quá nhiều. Khó thở. Đau bụng hoặc khó chịu, hoặc cảm giác mắc ói hoặc khó tiêu. Phụ nữ cũng có nhiều khả năng gặp triệu chứng này hơn nam giới. Yếu người hoặc mệt mỏi bất thường. Đau lưng, vai hoặc cánh tay phải. Ngủ không ngon giấc. Chóng mặt hoặc mê sảng. Tim đập nhanh hoặc bất thường. Nếu quý vị cho rằng ai đó đang bị đau tim, hãy gọi nhân viên y tế ngay lập tức. Nếu có thể, xin gọi số 911. Các loại bệnh tim ở phụ nữ có thể khác với nam giới. Những loại bệnh tim phổ biến: bệnh động mạch vành là cholesterol tích tụ trong các mạch máu của tim. Bệnh van tim là những bệnh ảnh hưởng đến van tim và gây khó khăn cho lưu lượng máu qua tim. Rối loạn nhịp tim bất thường, đó là nhịp tim không đều. Tất cả những tình trạng này là những loại bệnh tim phổ biến. Phụ nữ thường gặp hơn nam giới có thể bị rách thành mạch vành thứ phát SCAD là một vết rách trong các mạch máu của tim. Co thắt mạch vành, đó là khi các mạch máu lớn của tim thắt lại và ép, hạn chế lưu lượng máu đến tim. Rối loạn chức năng vi mạch, các mạch máu nhỏ, đó là khi lớp niêm mạc của các mạch máu nhỏ của tim không thể giãn nở bình thường. Bệnh cơ tim Takotsubo gây căng thẳng, đó là khi tim bị suy yếu sau một sự kiện căng thẳng lớn. Bệnh cơ tim chu sản, yếu tim trong lúc hay là sau mang thai. Điều này có nghĩa là phụ nữ có thể có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn so với nam giới. Phụ nữ bản địa ở Canada mắc bệnh tim nhiều hơn. Ngoài ra, phụ nữ Nam Á, Afro-Caribbean, Tây Ban Nha và Đông Á có tỷ lệ yếu tố nguy cơ tim mạch cao hơn. Những tình trạng sau khiến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn: những biến chứng mang thai nhất định như sinh non, tiểu đường hoặc tăng huyết áp trong khi mang thai hoặc tiền sản giật. Mãn kinh sớm, tuổi trung bình từ 50 đến 52 tuổi. Hội chứng buồng trứng đa nang là một rối loạn nội tiết tố dẫn đến kinh nguyệt không đều hoặc kéo dài, hoặc mức độ nội tiết tố nam cao hơn. Viêm toàn thân và rối loạn tự miễn như viêm khớp, dạng thấp, lupus. Hút thuốc lá. Phụ nữ hút thuốc lá có nguy cơ đau tim cao gấp 3 lần so với nam giới. Bệnh tiểu đường. Phụ nữ bị tiểu đường có nguy cơ tử vong do bệnh tim cao gấp 3 lần so với nam giới. Tin tốt là 80% các yếu tố, nguy cơ, bệnh tim và mạch máu có thể được ngăn ngừa. Có nhiều việc chúng ta có thể làm để giảm nguy cơ này. Thí dụ như tập vận động, ăn đồ đa dạng với nhiều loại thực phẩm như rau xanh, trái cây ít đường, các loại đậu và thịt nạc. Quản lý căng thẳng, không sử dụng các sản phẩm thuốc lá, hạn chế uống rượu, thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi muốn bạn lưu tâm, khám phá và chủ động trong việc quản lý sức khỏe tim mạch và sức khỏe của mình. Bởi vì để chăm sóc người khác, trước tiên bạn phải chú ý đến bản thân. Để tìm hiểu về những khía cạnh độc đáo của bệnh tim ở phụ nữ và những gì bạn có thể làm, vui lòng xem wearredcanada.ca hoặc đến gặp bác sĩ gia đình của bạn. Và tham gia với chúng tôi vào ngày 13 tháng 2 cho Wearred Canada.